Người bình thường của mình thì đừng có tạo bởi vì hai cái tuổi anh ta và hai tuổi người ta có giống nhau ha. Nếu mà bắt luôn tuổi anh ta thì là anh ta thì mình còn khi bắt tuổi người ta thì cái những cái tuổi khác chỉ dùng cái thay thế. Và tiến trình hình thành của hemoglobin á, trong cái giai đoạn phôi thì có cái mắc cơ một lên mắc cơ vô vô một vô vô hai, còn giai đoạn hai thì có hemoglobin F mắc cơ A một. Còn khi mà A một của người trưởng thành bình thường mình á, khi mà em thai rồi á thì mắc cơ A một nó sẽ dần thay thế những phần còn lại, các cái F sẽ giảm dần dần đi, mắc cơ A hai giảm dần dần, nó sẽ có cái giai đoạn là vàng da khi mà thăm thăm khoảng là từ 5 tới 7 ngày, từ 3 tới 7 ngày thăm thăm nó sẽ vàng da. Vàng da là để chết đi những cái HP mà nó không còn hết nữa, tại vì trong phụ mẹ thì em bé hoàn toàn nhận oxy thụ động từ mẹ truyền sang, nên cái áp lực của oxy đối với cái hemoglobin nó khác nhau. Cái gì có sẵn rồi chẳng cần phải lấy gì ra mà chị sẽ ăn luôn. Còn trong khi mẹ bé ra đời rồi thì không còn nhận cái nguồn oxy từ mẹ truyền sang nữa, mà mặc dù hemoglobin nó phải lên thổi để nó trao đổi oxy, vì vậy là nó cần phải mạnh mẽ hơn dành nhiều cái oxy cho thổi, chứ không phải là đợi ta ăn sẵn nữa. Và những cái mà như HP A2 rồi không có, nó không còn phù hợp nữa, nó sẽ bị chết đi và thay thế dần của HP1. Và người trưởng thành khi mà có tính điện kết quả của điện lý hemoglobin lên, chúng ta sẽ thấy HP1 là 9-96%, HP2 là phải dưới 2.5 và HPF là dưới 1%. Đó là cái cơ bản anh em có thể ghi lại cái bình thường nhất của người trưởng thành này. HPA1 là phải trên 96, còn HPA2 là dưới 2.5 và HPF là dưới 1. Nếu mà có số tăng lên là bất thường rồi. Thành phần HP là từ trưởng thành, cấu tạo của HPA1 là hai tuổi alpha và hai tuổi delta, còn cấu tạo của HPA2 là hai tuổi alpha và hai tuổi delta, HPF là hai tuổi alpha và hai tuổi delta. Chúng ta sẽ thấy là nó có chung là tuổi hai tuổi alpha không biết thay đổi hết nha, còn chỉ có khác nhau cái chỗ là người thường là delta, còn A2 và F là gamma. Chúng ta thấy nó sự thay đổi thế nào. Và một số loại hemoglobin thường gặp ở người trưởng thành bệnh lý luôn là HPA và A2 32 beta 2 ha, người lớn là 95%. Ở trẻ em thì càng lúc nó sẽ càng thay thế lên nè. Trong kết A1 có thấy các bê hoặc C quen quen không? Đâu? Thấy không được đúng không? Cái máy nó chạy được chi hemoglobin là nó chạy được bê hoặc C luôn đó. A1C cũng là cái dạng A1 thôi, có A1C thì có A1B đúng không? A1A thì cái A1C là cái A1 nó gắn kết với cái glucose. Thành ra khi những người bị tiểu đường thì cái A1C là nó sẽ cao hơn. HPA2 của người lớn là dưới 2.5, HPF của người lớn là dưới 1. Còn cái nhóm mà không bao giờ gặp ở người bình thường là HPH và HPB là chỉ xuất hiện ở cái người bị bệnh với anh ta có CD thôi. HPH là khi mà mất hết 2 tuổi alpha, thì mất hết 2 tuổi alpha thì cái tuổi beta 2 nó sẽ tăng thêm 2 tuổi nữa, nó sẽ thành beta 4, là 4 tuổi beta thì mất hoàn toàn tuổi alpha. Còn HPB thì mất luôn chủ anh ta và beta luôn, thì nó sẽ xuất hiện ra cái chủ gamma, bốn chủ gamma, không có gì thay thế anh ta, không có gì thay thế rồi. Và nếu mà anh ta mất thì những cái chủ gì nó sẽ tăng lên, có beta thì sẽ ra thêm beta, còn nếu không có beta thì nó sẽ xuất hiện gamma, cái chủ giống như beta. Rồi một số hemoglobin và mình gọi là bệnh lý hemoglobin á, ví dụ như HPE thì cũng là alpha 2 và beta 2 thôi, nhưng mà trên cái tuổi beta nó bị đột biến điểm đó, ở cái vị trí amin số 26 glutamin bị thay thế bằng lysin. Còn HPE cũng là hoạt động hình gì hình liền á, thì cũng là trên tuổi beta vẫn còn tuổi, nhưng không có khác, mình phải phân biệt được bệnh lý thalassemia và bệnh lý về hoạt động hoạt động liền thế nào. Đối với bệnh lý thalassemia là mất luôn cả một cái tuổi, còn bệnh lý của cầu thì cũng có chuyện là đầu biến điểm trên cái chuỗi thôi, còn cái chuỗi nó vẫn còn BBC ha.
và đáng hai góc là CO pháp trừ và NH hai cộng. Thì mỗi acid amin khác nhau thì nó sẽ có cái số lượng nhóm NH hai và nhóm CO pháp trừ khác nhau. Và CO pháp trừ thì mang điện tích âm, NH hai thì mang điện tích dương, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp. Vậy thì mỗi cái acid amin nó sẽ có điện tích khác nhau, thì sẽ bao nhiêu trừ và bao nhiêu cộng. Và nhờ vậy chúng ta sẽ có cơ chế điện chi là gì? Thì mình học điện chi từ đâu? Có 2, 3 thì đó rồi. Một cái điện cực có một cái điện tích âm, một cái điện tích dương, và để vô cái mẫu nước chảy thôi. Cái thằng nào, cái axit amin nào nó mang điện tích dương thì nó sẽ chuyển về cực gì? Âm. Còn thằng nào mang nhiều điện tích âm thì nó sẽ chuyển về cực dương. Và sau đó cho một cái mẫu máu của một người đó thì nhiều axit amin khác nhau, nó sẽ chạy ra một cái dải nhiều loại khác nhau ha. Thì theo cái mức độ điện tích thì mỗi bản thân nó sẽ hiển thị ra một cái loại protein khác nhau. Ví dụ như là cái alpha thì nó sẽ nghiêng về đường dương, còn những cái alpha thì nó nghiêng về đường âm, và những cái a hai a một thì nó mỗi cái sẽ có mặt khác nhau. Ở đây là hình ảnh thực tế mà hồi xưa chạy lên mặt đó, cái ảnh thực vật vậy đó. Và mỗi bản ví dụ như đây là chính là đây là mỗi bệnh nhân khác, một bệnh nhân, hai bệnh nhân, ba bệnh nhân, có vẻ hàng ngàn và một bệnh khác nhau đó. Theo hợp tất cả ví dụ bệnh nhân quý một này nè, có hát bệnh nhà, có ghét, có ớt gì đó. Và từ đó người ta cũng thấy đây bệnh nhân này có cái ớt cho đây cái đây được nhau. Thì mọi người không biết rõ là chính xác là của cái nào. Người ta chỉ thấy trong cái mảng thôi, còn chính xác là cái nào đó thì sau này máy móc cũng có dính được cái lòng bộ. Đây là cái bản kiến thức đó, bản kiến thức của hemoglobin khác nhau. Hemoglobin A thì bao nhiêu vậy đó? Từ cái nào đó nó bắt đầu nó dời ra từ đoạn từ đoạn để người ta phân ra bệnh nhân có loại hemoglobin gì. Còn cái máy điện chi hiện giờ là cái máy PLC thì nó hiện tại nhất trung nó sẽ ngoài ra nó tạo ra những cái vật để nó tiến được cái hàm độ của hồi xưa thì người ta coi được là có xuất hiện của hemoglobin bất thường hay không thôi. Ví dụ như những vật nó có HP, có độ HP ớt hay không, có độ PC hay không thôi, mà nó không thể nào biết được cái độ gan mình không, mình khó biết được cái bệnh lý gì gây ra cho sinh lý lắm. Và sau này nó tính luôn cái độ độ luôn, nó sẽ ra cái sơ đồ như thế này. Ở cây anh hai thì kiểu thể ép của cam thì nó tính luôn được cái độ độ cam là như là độ cam. Ví dụ như giờ mình có cái này đi, mình phân tích một cái kết quả điện chi, nó trả ra một sơ đồ như thế này, trong đó HBA là 952.7%, HBS là 921.4%. HPS là 18.8%, HPA2 là còn nhỏ nhỏ này, những cái máy móc mới sau này nó thoát ra được HPA2. Hồi xưa HPA2 nó tập trung với cái HPC nó thoát ra được. Người ta không biết được là cái HPC cho hai cái bọn này nó đụng nhau, nó sát bên nhau quá, nó đụng nhau. Và cái HPA2, HPC là hai vị trí mà nó khác nhau ha. Nếu HPA2 mà cao nó là vị trí gì? Thì ta có thể mình, mà HPC là vị trí gì của gì khác. Vậy thì trên một bệnh nhân như thế này thì chúng ta thấy là bệnh nhân bị bệnh gì? HPA giảm đúng không? HPA của mình bao nhiêu? 96 đúng không? Chúng mấy phần trăm thì giảm, mấy giảm mấy khi nó sẽ tăng lên, cộng lại tất cả các HP này sẽ ra được 100%, đúng là đúng ha? Không là kết quả sai cho con người nha. HPS tăng lên, mà HPS là hai tuổi gì? Alpha 2 và gamma 2, tức là có xuất hiện chuỗi gamma, mà xuất hiện chuỗi gamma nhiều tức là mất chuỗi gì? Mất chuỗi beta, mà mất chuỗi beta là thế gì? Beta sản sinh đơn giản vậy thôi đúng không?
vừa bệnh lý của chuỗi và bắt chuỗi và gì đầu tiên trên chuỗi luôn.